Được rồi. Chào anh em nhá. Ê, cho con ăn miếng cuối cùng để cho nó lên thả đi đây. Cho về mẹ thiên nhiên. Cho về mẹ thiên nhiên. Con này là nó bị ốm rồi nha. Ốm rồi nhưng mà nó mới chuẩn bị nhưng vẫn khỏe lắm. Nên thả ra ngoài hy vọng có thể là thôi. Có thể là sống cho nó ăn tạm mấy miếng. Thôi đừng cho ăn, ăn thế 4 miếng. Nữa. Chim ốm thì bảo là chim ốm thì thả. Ông mang chim ra thả bảo là phóng sinh loại kia là tôi đéo tin. Được. Tiền cả đấy. Phóng sinh thì lại vừa mắc lưới thả. À. Chim vẫn khỏe nha nha nha. Không phải là nó sắp chết rồi. Thôi đi nha. Bay phải lắm, vẫn lên ngọn cây. Bay rất là khỏe.